Hey yo, xin chào. Và mình lại quay trở lại. Và hôm nay mình sẽ có một màn trôn với lợn mì. Và mình sẽ hóa thân thành một siêu anh hùng. Anh em biết là siêu anh hùng gì không? Anh em đoán đi. Anh em đoán xem siêu anh hùng gì. Nhìn mặt mình ấy có hợp Captain America không? Hay là Iron Man? Hay Spider-Man? Anh em thấy mình mặt hợp với siêu anh hùng nào? Đây, mình tiết lộ cho anh em nhé. Hôm nay mình sẽ hóa thân thành người khổng lồ xanh. Bởi vì hôm nay mình cơ bắp như Hulk vậy. Đấy, mình thấy mình hợp với Hulk nhất, cho nên mình sẽ hóa thân thành Hulk. Ok, và sẽ trôn con lợn mì luôn. Let's go. Và đây sẽ là não bộ của chúng ta. À, bột màu xanh này. Ôi, ô. Bây giờ mình sẽ bôi hết người, các người luôn, để cho trở thành một người khổng lồ xanh hơn thụ. Cho cái màu này nó khô đã, nó khô lại nhìn nó mới giống thật hơn. Nhìn mình giống siêu anh hùng không? Quá giống đúng không? Người khổng lồ xanh nhưng mà nó phải thế đó. Bây giờ chúng ta hãy đợi cho cái màu này khô, rồi mình sẽ để trôn con lợn mi. Con lợn mi đang đi chơi chuẩn bị sắp về rồi. Mình sẽ có một màn trôn cho con lợn mi hết hồn con trồn luôn. Ok, còn bây giờ là ngồi đây, ngồi trước quạt để cho nó khô đã. Hello anh em. Yeah. Cuối cùng mình cũng đã xong. Người khổng lồ xanh của mình đã khô. Đấy, thấy chưa? Giống chưa? Oh, yeah. Anh em biết không? Ngày xưa hồi bé mình đọc truyện với cả xem phim ấy, mình có một cái ước mơ, đó chính là lớn lên có thể trở thành một siêu anh hùng ở trong Avengers. Và bây giờ lớn lên mình đã thực hiện được điều đấy. Mình đã trở thành một siêu anh hùng, mình đã trở thành người khổng lồ xanh. Oh yeah. Oh yeah. Và bây giờ mình sẽ chuẩn bị cho một cái màn trôn này. Đầu tiên là mình định nằm dưới thảm cỏ màu xanh này cơ. Không biết là có bị lộ không. Nhưng mà mình nghĩ lại rồi,
con lợn mi ấy, lát nữa về chắc chắn một điều là sẽ vào để thay đồ, cho nên mình sẽ núp vào trong tủ quần áo để trộm con lợn mi. Anh em có đồng ý với ý kiến không? Yeah, mình sẽ cho con lợn mi một phen hú hồn có trồn luôn. Let's go. Khủng chưa? Đây là ước mơ của anh ấy. Ước mơ của anh là trở thành một siêu anh hùng em ạ. Trông anh như người cây ý, siêu anh hùng gì? Đây là Húc, người khổng lồ xanh. Khổng lồ bé này à? Kinh tởm. Thế thì cơ bắp này không phải người khổng lồ xanh à? Không có gì mà người đấy. Mày tránh xa ra, tránh xa ra. Tránh xa ra, mày trở về hành tinh của mày đi. Kinh tởm, Mì ở tí tí thì tè ra quần. À đừng đánh anh là khổng lồ xanh ấy. Khổng lồ trắng ấy. Chó chết. Đâu thằng khổng lồ xanh em mới ra thế mà. Ôi không ngờ đấy. Anh nghĩ là cái trò bẩn thế này nhỉ? Bẩn đâu mà bẩn. Quá là bẩn luôn đấy. Anh đã hóa thân thành người hùng, siêu anh hùng. À tức là anh đây là hùng, anh hóa thành người hùng luôn. Good. Này để em xem nào. Ôi này, em hỏi thật là anh mất bao lâu để anh bôi hết người đấy? Khá là lâu ấy. Ôi giời. Ôi giời ơi. Anh ơi, anh có xem phim cái gì nhỉ? Phim Sweat không? Cái phim mà cũng có con xanh xanh có hai tay lòi lòi lên này. Em thấy anh giống con đấy hơn là người khổng lồ xanh đấy. Trông anh thật là kinh tởm. Không có từ nào để miêu tả cái độ kinh tởm của anh. Đầu tiên em biết anh định trốn vào đâu để dọa em. Trốn vào đâu? Trốn vào đồng cỏ này. Anh thử nằm đây. Anh nằm em xem là xem có hợp màu không. Ờ nhờ, cũng trùng màu phết anh ơi, nhưng cái này anh phải cởi quần nữa cơ. Cái này anh phải cởi cả quần nữa. Cái này anh phải cởi cả quần nữa, sao anh bôi cả mông, cả tóc nữa thì sẽ giàu. Thật là kinh tởm. Em ơi. Đây em, em tóc anh lên nhá. Thế anh có hòa mình với cái phần cây cỏ này không? Đấy, đây em cận cho mọi người cận này. Ui. Hợp không? Kinh tởm thật. Mày hợp không? Hợp, rất hợp với anh ấy. Hay hôm nay anh cứ nằm ở đấy luôn đi. Anh đừng có đi ra ngoài nữa. Em ơi. Anh ạ. Ừ. Thật sự đấy, em không hiểu là cái đầu anh nó chứa cái gì mà anh lắm cái trò quái thai dị hợm vậy. Hả? Đầu anh chứa chất xám. Không. Đầu anh chứa IQ. Không, đầu anh chứa toàn cây rồi nhỉ. Nó mới ra cái xanh lè đấy. Đầu anh chứa niềm đam mê với siêu anh hùng. Thế á? Anh đã bảo là từ bé anh đã ước mơ trở thành một siêu anh hùng trong Avengers rồi. Kinh. Ngày xưa anh đã đọc truyện với ở trong phim ấy. Ừ. Anh rất thích được trở thành một người hùng, cho nên lớn lên cuối cùng anh đã thực hiện được không, ước mơ. Không, nhưng mà anh yên tâm là kể cả gì anh vẫn là người hùng, anh sẽ là hùng mà. Cuối cùng anh đã thực hiện được ước mơ của anh ấy. Tức là hồi cứ người hùng phải xanh lè vậy, có nhiều người xanh biến thành những người trông sạch sẽ hơn, nên anh phải biến thành xanh lè vậy. Nhưng mà anh thích. Trông anh như cào cào. Anh thấy anh hợp.
thì anh thấy anh cơ bắp. Thôi anh em thấy hay thì nhớ like và subscribe hát một channel nhá. Thank you. Kinh tởm, mọi người kinh tởm, kinh tởm. Nhưng mà anh thấy bản thân anh hợp với nhân vật này, vô cùng hợp. Anh nói tởm như anh đúng không? Mày, tao đấm chết mày, tao là người khổng lồ xanh. Tao là người khổng lồ trắng ấy, mày đánh nhau tao. Tao đấm một phát mày bay đi luôn. Tao đấm một phát mày cũng bay đi luôn đấy. Đó, mày đấm một, đi. 1, 2